Xin chào anh Cao Thành Tiến, anh Trương Hoàng Mỹ và xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho hai anh có đặt hàng bên em một bộ phun xương và động cơ phun xương. Thì đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Cao Thành Tiến ở Cà Mau có đặt hàng bên em là một động cơ phun xương. Thì giá bán hiện tại là 100.000 cho một động cơ phun xương này. Ok, như vậy là cơ phun xương đã hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu trên động cơ phun xương của anh Cao Thành Tiến. Ok. Và tiếp theo em sẽ test hàng cho anh Trương Hoàng Mỹ ở Bình Dương đặt hàng bên em và bộ phun xương bao gồm là quạt tán nhiệt, động cơ phun xương và nguồn 24V1A. Ok, và đầu tiên em sẽ test động cơ phun xương. Và em sẽ dán tem bảo hành cho nguồn. Ok, và xin cảm ơn hai anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.